Coi bây giờ tính làm sao đây. Cũng tại cái thằng này nè, mình đã nói nó bao nhiêu lần rồi, la nó biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ đợi nhà trường gửi giấy tờ về chứ đình chỉ học tập nó mới chịu nghe hay sao? Bây giờ mà ổng mà về là ổng gì? Anh. Trời đất ơi, làm gì mà từ xa rồi anh thấy em như gà mắc tóc đi tới đi lui vậy ta? Đội tại cái thằng con. Thằng con sao? Em nhớ thằng Long con mình. Trời ơi. Dạ. Con ở nhà mà em cũng nhớ vậy hả? Làm như đi xa vậy? Dạ tại em tiếng đồng hồ em chưa thấy mặt nó em nhớ thôi. Trời ơi. Ai cũng nhớ con mà cái nỗi nhớ của em nó kỳ cục quá, nó không có giống người ta. Dạ em nhớ con dư dả lắm anh. Dư dả lắm. Thằng Long đâu? Hôm nay nó học hành sao rồi? Nó đi rồi anh. Đi đâu? Đi học nhớ với bạn. Trời nói vậy nha anh, con mình nó giỏi lắm. Ủa anh sao vậy? Anh tụt máu hả? Để không em phải, vô. Không phải. Cao huyết áp đột xuất. Trời đất ơi. Bị tôi nghe nó học nhớ mới tôi cao huyết áp lên liền à. Anh làm gì anh nói vậy là tội con mình nó lo học lắm, nó không biết nhà trường sao kỳ cục. Chứ con mình ngày nào cũng đi học nhóm nè, nó không học nhóm là nó học cô nè, nó không học cô là đi học thêm nè, nó học biết bao nhiêu anh biết không. Em cứ nói con nó xách xe là nó chạy đi học, nó xách vở tập đi, đâu phải nó đi không đâu mà. Trời em biết ơi. Con mình nó học mà anh. Con em học giỏi quá ha. Giỏi lắm anh ơi. Tối nay coi tivi mà sáng nó đi học ngon lành ha. Đó. Trong khi người ta học thi thấy bà nội luôn ha. Đó chính cái chỗ đó, con mình nó học quá giỏi đi, nó thông minh quá trớn đi. Nhiều khi á bởi nó mới có thời gian để nó coi truyền hình, nó đi chơi bạn bè, nó cà phê cà pháo đấy, rồi nó đua xe à đấy. Không rồi nó đi chơi với bạn. Nói tóm lại là con em học giỏi lắm. Dạ đây cái nè. Gì vậy anh à. Trời ơi giấy khen hả? Đó em nói bởi vì cô hiểu lầm con mình, cái này là giấy khen gửi về đúng không? Bởi anh thấy không, cô phải xét đàng hoàng, tự nhiên gửi cái giờ làm em hết hồn luôn. Con mình nó học giỏi. Thôi giấy khen của bà đó. Dạ giấy em... khen đó, giấy khen đó. Bà giấu kỹ quá ha. Bà giấu mà bà để dưới gối, bà đè tới ba cái gối lên trên luôn hết trơn. Đè vậy cho anh đừng thấy. Trời ơi. Thế bà làm vậy, bà dạy con kiểu đó, hiểu sao mà con nó không hư. Nè, bây giờ sẵn đây bữa nay tôi nói bà một lần luôn rồi bà rút kinh nghiệm nha. Thương con thì đi khắp thế gian, người mẹ nào cũng thương con hết trơn hết đội. Nhưng mà không ai thương như bà. Thương dạy, thương dột, thương quá đáng. Rồi dạy con cũng vậy nữa. Nè, ông bà bình thường nói có cái câu là sao? Dạy con từ thuở còn thơ. Ngay từ lúc còn thơ là bà dạy bậy rồi. Em đâu có dạy gì đâu bậy anh. Không dạy bậy hả? Kể cho bà nghe cái vụ bà dạy bậy nha. Bà nhớ hồi thằng nhỏ mới có 1-2 tuổi mới bập bẹ biết nói không? Dạ nhớ. Bà cho nó ăn, bà dở cái cuốn sách ra hình con trâu. Bà nói tập tăng tớ mà tăng này đây tăng. Nó kêu con bò. Bà nói không con trâu. Nó kêu không biết con bò. Bà nói tập tăng tăng bò. Dạ em nói vậy cho con nó ăn. Từ con trâu mà qua con bò bà cũng ừ được. Cái chuyện sai trái gì bà cũng ừ được. Rồi chưa, cái thằng đó thằng lớn. Thằng nhỏ mới ghê nữa. Bà dở cái hình con cọp chà bá lửa vậy à. Bà hỏi nó cân gì đây, tăng nó cân tăng thỏ. Bà kêu không con cọp, hắn tăng thỏ. Bà cũng nói tự tăng thỏ tăng. Dạ tại em thấy con mình nó dễ thương, nó giống con thỏ của em chịu. Trời ơi. Rồi rủi mai mốt 7-8 tuổi nó đi vô sở thú, nó chơi với bạn bè đó. Nó gặp con cọp nó kia tăng thả tới tới với anh rồi con thỏ con cọp nó tới nó chơi con mình rồi sao? Cái này bậy anh ơi, cái này chết con mình. Cái con gì đó. Dạy con dạy kiểu đó, thương con thương kiểu đó. Bây giờ tôi không nói chuyện với bà nhiều nữa. Lâu nay bà bảo bọc con quá trời rồi, hư hết trơn hết trời rồi. Bây giờ tôi quyết định không cho học trường bình thường nữa. Gửi vô học nội trú 1 tháng về 1 lần để nó tự lập cánh sinh. Hả?